Không biết bao giờ mình mới được chào đời nữa. Sáng như vậy. Trời đất ơi, mình ra ngoài rồi. Wow, đẹp quá à. Cuối cùng còn có mẹ cũng đã chào đời rồi. Là mẹ đi à. Nhưng mà mẹ bị làm sao thế? Mẹ sắp không sống rồi. Nhưng nhìn con thật to lớn. Đúng rồi, chỉ có con mới đánh bại được hắn, cứu lấy đồng loại mèo của mẹ. Bởi vì con có sức mạnh của nhị quỷ. Nào đi, cứu lấy. Không, mẹ ơi, đừng chết mà. Chào các bạn, tôi là một con mèo. Tôi vừa mới bị một thứ ánh sáng kỳ lạ làm cho nở ra và chào đời như thế này đây. Tôi gặp mẹ của tôi chưa được bao lâu thì bà ấy đã mất. Trước khi bà ấy mất, bà ấy cứ lưu miệng bảo tôi có sức mạnh của nhị quỷ, phải đánh bại một kẻ nào đó để cứu lấy loài mèo. Sao nhiều xác mèo thế này? Không lẽ tôi tới trễ rồi hay sao? Khốn kiếp, không lẽ là tên ác quỷ đó đã giết loài mèo, chính là kẻ mẹ tôi đã nhắc tới. Chết tiệt, một con mèo mà đâu dám tấn công ta. Chính người đã giết chết loài mèo chúng ta. Giết chết mẹ của ta, ta sẽ liều mạng để báo thù ngươi. Tỉnh dậy đi. Tình khốn kiếp, tại sao ngươi không giết ta luôn đi? Ngươi để ta sống để làm gì? Trọng người của ngươi có sức mạnh của nhị quỷ mà ngươi lại yếu đuối hèn nhát đến như vậy hay sao? Được rồi, ta sẽ huấn luyện ngươi để ngươi mạnh hơn, rồi sau đó ngươi hãy giết ta để báo thù cho gia đình của mình. Cái gì? Sao ngươi biết trong người ta có sức mạnh của nhị quỷ? Còn muốn cho ta cơ hội để giết chính ngươi nữa. Rốt cuộc ngươi đừng có thắc mắc nhiều. Ta chuẩn bị cho ngươi hai con khủng long để ăn thịt kìa. Đi bồi dưỡng đi, rồi sau đó ta sẽ tập luyện cho ngươi. Nhanh lên, không có thời gian đâu. Lúc này trong đầu tôi thật là khó hiểu, tại sao tên hồn ma ác quỷ này lại giúp đỡ tôi để tôi lại giết chính hắn báo thù cho gia đình của mình chứ. Nhưng tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, nắm bắt lấy cơ hội ngàn năm có một này và nhanh chóng ăn thật no, rồi thực hiện những bài luyện tập mà tên hồn ma ác quỷ này chỉ dạy cho tôi. Được rồi, phía trước có rất là nhiều linh hồn vất vưởng, hãy tới đó tấn công bọn chúng. Dùng năng lượng của ngươi để phong ấn bọn chúng, khống chế và hấp thụ bọn chúng vào trong người của ngươi để ngươi mạnh hơn. Tôi biết rồi. Ngươi đánh đấm cái kiểu gì mà giống như đàn bà bắt bẻ quá vậy? Mạnh mẽ lên nào. Ngươi còn phải kích hoạt được năng lượng nhị quỷ trong cơ thể của mình. Như vậy thì ngươi mới có khả năng báo thù cho gia đình mình được. Ban đầu tôi rất khó khăn trong việc tấn công những hồn ma này. Nhưng dần dần tôi cũng hạ gục từng hồn ma. Và tôi thắc mắc rằng tại sao lại bắt tôi phong ấn và hấp thụ những hồn ma này vào người chứ? Bởi vì sức mạnh trong người của ngươi là nhị quỷ, một trong chính sức mạnh mà do thập quỷ đã phân chia ra. Nó có khả năng khống chế linh hồn, phải cần có linh hồn thì mới thức tỉnh được nó. Được rồi, tôi hiểu về sức mạnh của mình rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức, phải mạnh lên, phải thức tỉnh sức mạnh của nhị quỷ nào. Và rồi tôi bắt đầu thuần thục bắt linh hồn, tấn công và phong ấn bọn chúng vào người của mình. Cứ liên tục như thế trải qua vài năm trời, cuối cùng tôi cũng đã đánh thức một phần sức mạnh của nhị quỷ, khiến cơ thể của tôi trở nên to lớn và làm một con mèo dữ tợn. Tôi tập luyện mấy năm rồi mà chưa khai mở hết năng lượng tiềm tàng đó, thư vô dụng. Im đi, ta chỉ cần như vậy đã đủ hạ được ngươi, báo thù cho đồng loại ta rồi. Sao ngươi không né? Ta xin lỗi con, mấy năm qua ta đã ép con, cái hành hạ con. Cái gì? Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi có phải là kẻ đã giết hết đồng loại mèo của ta hay không? Không phải. Kẻ đã giết
gia đình mẹ con là một tên khác. À. Còn ta không ai khác, chính là cha của con. À. Mấy năm trước, lúc con sắp nở, ta vì muốn tặng quà cho con nên đã đi tìm một thứ năng lượng gọi là nghi quỷ. Nhưng thật không ngờ, thứ năng lượng đó đã thu hút một con quỷ rồng. Nó đã tới và giết hết dòng loại mèo cùng với mẹ của con. Vậy tại sao mấy năm qua ông không nói sự thật? Ông lúc nào cũng làm cho tôi ghét ông, rồi muốn tôi phải giết ông để báo thù. Chỉ có như vậy con mới mạnh mẽ hơn, mới cố gắng hơn, mới đánh thức được sức mạnh đó. Chết thiệt. Vậy bây giờ con quỷ rồng đang làm hại đồng loại mèo ở đâu? Nó đang ngự trị ở trong khu rừng đằng kia. Vậy thì tôi sẽ đi giết nó. Đừng đi, sức mạnh của con chưa được đánh thức hoàn toàn đâu. Thật không ngờ, đến tận bây giờ tôi mới biết được toàn bộ sự thật. Và còn bất ngờ hơn nữa, khi cái hồn ma chết trong đó lại là cha của tôi. Hèn chi chồng tôi là một con mèo quái dị đến như vậy. Nhưng mà cái chuyện quan trọng bây giờ là tôi phải vào thẳng sâu trong khu rừng kia, giết chết con quỷ rồng đã làm hại gia đình mẹ của tôi. Càng tiến sâu vào trong rừng, lúc này xuất hiện rất là nhiều yêu tinh quỷ quái. Nhưng nhờ mấy năm nay cha tôi đã kèm cặp và luyện tập cho tôi, khiến tôi rất nhạy bén và tấn công lũ yêu tinh này một cách rất dễ dàng. Thậm chí tôi còn phun ra một hơi thở mỏi thối để phong ấn, nhốt linh hồn và giết chết bọn chúng. Cứ như thế, tôi càng tiến sâu vào trong rừng, xuất hiện rất nhiều chướng ngại vật, nhưng không thể nào ngăn cản được bước chân của tôi. Chết tiệt! Là một con mèo ma khổng lồ! Mau! Tiến tới gần cấu xé linh hồn của nó đi! Vừa có hết lũ yêu tinh quỷ quái, lũ ma cà rồng này, tôi cũng tiến thẳng vào sâu trong rừng đi tìm con quỷ rồng đáng ghét đã giết hại gia đình mẹ của tôi. Và cuối cùng tôi cũng đã thấy được nó. Thứ gì đây? Có sức mạnh phong ấn linh hồn mà. Không lẽ Đúng vậy, ta đang sở hữu sức mạnh của nhị quỷ đây. Chính vì sức mạnh này, người đã giết chết một gia đình mèo. Đồ thứ bẩn thỉu như ngươi, hôm nay ta sẽ thay mặt họ báo thù. Thật không ngờ, ta luôn tìm kiếm thứ sức mạnh đó bấy lâu nay mà không được, bây giờ lại tự động hiện diện trước mặt của ta. Sao hắn không sao hết vậy? Bởi vì người quá yêu ớt. Thứ sức mạnh đó phải thuộc về ta. Hãy chết đi, ta sẽ sở hữu thứ sức mạnh nghi quỷ. Sao cồn cao thế này? Sao bụng mình khó chịu vậy? Không lẽ cái con mèo linh hồn chết tiệt đó nó đang đúng vậy, ta đang hút mòn năng lượng tràn ra của ngươi từ bên trong nè. Đến lúc rồi, ta sẽ phong ấn linh hồn của ngươi vào trong cơ thể của ta. Cái gì đây? Không lẽ mình đã khai mở toàn bộ năng lượng của nhị quỷ rồi hay sao? Hay quá. Thật không ngờ mình lại trở thành một hình dạng tuyệt vời thế này. Chết đi, cái lũ sinh vật rác rưởi này, chúng mày dám giành năng lượng lục quỷ của bọn tao à? Mình có thể nghe xa cả ngàn dặm, nhưng có chuyện gì ở phía trước vậy? Cái lũ mèo rừng khô kiếp này. Lũ rồng hắc ám khô kiếp, các ngươi dám đụng tới loài mèo của bọn tao à? Chết tiệt, kẻ nào dám giết đồng loại chúng ta vậy? Là một con nhị quỷ. Mau bắt lấy nó, phong ấn nó, hấp thụ nó. Lũ khốn kiếp bẩn thỉu đây, các ngươi tưởng có thể đụng vào một cọng lông của ta là dễ à? Chết hết đi. Tha cho chúng tôi biết lỗi rồi. Cuối cùng ta đã tìm thấy được năng lượng sức mạnh của con lục quỷ rồi. Hả? Bây giờ ta đã trở thành con vật mạnh nhất, ta sẽ giết chết hết các ngươi. Là một con ốc sên trắng đã nhặt được sức mạnh của lục quỷ.
Khốn kiếp, người có được sức mạnh không giúp đỡ người khác lại đi tàn phá như thế. Hả? Cái gì? Là một con mèo địa quỷ hay sao? Thì được, để tao ăn luôn mày. Thực khốn kiếp này, người khi chưa có sức mạnh của lục quỷ chỉ là một con ốc sên yếu đuối bị kẻ khác săn, bây giờ có được với không thấu hiểu mà còn lặp lại cái vòng luẩn quẩn đó, lại đi xét hại những sinh vật nhỏ bé hơn mình, mày không xứng đáng đâu. Tôi biết lỗi rồi, tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ sống tốt, tha cho tôi đi. Được rồi, người hãy liễu hồn đó, nếu người còn tàn độc ta sẽ tìm ngươi. Tôi tiếp tục chuyến hành trình đi bảo vệ loài mèo còn sót lại và tiêu diệt những kẻ xấu xa. Đến đây là toàn bộ câu chuyện về nhị quỷ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.